Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Clip buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 thì em Xuân Đỉnh tiếp tục lên video cho các bác để giới thiệu những sản phẩm mới về. Và mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em Xuân Đỉnh theo số điện thoại duy nhất trên bài là 0395 727 582, địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm đây thì em Xuân Đỉnh đều báo giá công khai và mức giá bán thì không bao gồm phí ship. Bây giờ thì em mời các bác cùng em quay chi tiết về sản phẩm cũng như giới thiệu cho các bác để các bác tham khảo về những sản phẩm này. Đầu tiên thì hôm nay em lại về cho các bác được hai chiếc súp điện của hãng Yamaha. Và những chiếc súp này đều sử dụng là bát 20, phù hợp cho các bác nghe nhạc và hát gia đình. Và với những cấu hình của những chiếc súp này thì các bác sẽ chơi rất tốt với diện tích phòng từ 30m² trở lại, để cái chất âm nó sẽ được dày và các bác nghe nó sẽ được phê tai. Model của súp là SVK225. Phím bật tắt nguồn. Đấy, dòng này thì nó có cái chế độ là S bát này và cái hai bát này, hai cắt này. Đấy, nó khí độ cái bác mà tắt bật thì nó có chế độ thêm lời. Và đây là cắt tần và đây là volume. Đấy. Hai chiếc súp này là cùng một model, đó là SVK225. Nó chỉ khác nhau là màu thôi. Một chiếc là màu nâu đậm và một chiếc là màu kem sáng này. Thì các bác lấy chiếc nào cũng được thì tùy theo cái gu của mình. Hai chiếc súp đều sử dụng là bát 20 úp đất, gân của nó là gân cao su, màng nó là màng giấy và nó là đều bát 20. Em đã test rồi, hai chiếc súp này đều hoạt động tốt. Góc cạnh thì khá là đẹp. Thỉnh thoảng nó có bay tí sơn thôi. Và thế cái gọn này nó dòng chất gỗ, thùng là thùng gỗ nạm. Thì rất là chắc chắn. Kích thước tổng quan của hai chiếc súp này thì nó có chiều cao là 36, chiều ngang của nó là 25-26 và chiều sâu của nó đạt là 36. Hình như nó là vuông, dạng vuông rất đẹp, vuông thành sát cạnh. Hàng nội địa, điện là 100V. Súp điện thì nó sẽ không ăn công suất của âm ly cũng như ghép vào tất cả các loại âm ly cũng đầy. Đây là điện 100, công suất là 50W. Những cái dòng đời cao này thì nó sẽ sản xuất tại Indo hoặc tại Malay. Nhưng cái quan trọng nhất là sử dụng điện 100V thì các bác an tâm. Làm những thị trường của bên Nhật thì họ rất kỹ về cái chất lượng. Đấy, chứ họ không tính bằng số lượng nữa mà họ sẽ chỉ tính về chất lượng thôi. Cho nên là những cái đồ vãi thực ra nó rất là bền. Nên em cũng rất khoái về những cái dòng này. Hai chiếc súp đều rất đẹp, góc cạnh. Đã test hoạt động tốt rồi, súp này đánh thì rất là êm. Và cái thương hiệu của hãng Yamaha nó rất là nổi tiếng rồi. Thiết kế đẹp. Đấy, các bác có thể là chơi luôn một cặp này cũng được. Khi các bác thay bằng cái kệ chân loa, các bác để loa lên trên thì cũng rất là tuyệt vời. Đấy, bát 20 úp đất và cái hệ thống cái lỗ thông hơi của nó sẽ tứ phía nên nó sẽ lan tỏa rất là tốt về cái dòng giải trầm, nên nghe nó rất là đã tai và cái giải trầm này xuống rất là mềm, rất là sâu, đặc trưng của những dòng Yamaha. Mức giá thì chiếc súp là 3.500.000 đồng, 3.500.000 một chiếc, giá rất là mềm. Yamaha SVK225 các bác nhé, đây là tên của súp SVK225, mức giá là 3.500.000 một chiếc, đã test hoạt động tốt, hàng bãi của Nhật. Và ở phía đằng sau, một cặp loa Pioneer S601. Dòng này thì cấu hình của loa toàn bộ là kết cấu củ xương đúc và loa thì rất là gấu rồi. Thông số của cặp loa nó ghi luôn ở trên cái thùng. Bát 27, một trung 10 và một tép đôm 2.5. Đấy, tép đôm. Toàn bộ là củ xương đúc và những cái củ kiềng của nó là xương đúc nguyên khối luôn. Đấy, bát 27 dòng này thì dụng là gân vải zin, màng nó là màng carbon. Nên dòng đánh bát nó rất là lực. Đấy, góc cạnh thùng thì còn đẹp. Loa kích thước tổng quan là chiều cao nó đạt là 62, chiều ngang 36 và chiều sâu là 32. Trở kháng của loa là 6 ohm. Công suất loa maximum là 160W. Loa rất nặng và chất. Dòng này có chịu tải công suất lớn nên các bác nghe nhạc và hát gia đình cũng rất là tuyệt vời. Vuông thành sát cạnh. Trở kháng 6 ohm, công suất maximum 160W một loa, mà Japan. Loa thiết kế là nép vào rai trái phải, lỗ thông 10 phía đằng sau. Loa còn rất đẹp nhé. Góc cạnh hầu như là không có bị chảy xước thì nhiều. Dòng này thì rất dễ phối ghép rồi. Thương hiệu của dòng loa Pioneer thì các bác biết đây là một trong những dòng loa rất là nổi tiếng. 601, 701. 701 thì nó sử dụng là bát 30, và 601 là bát 27. Nhưng nếu sang tới mức giá của chắc cặp loa 701 thì nó khoảng tầm chục triệu rồi, hoặc là hơn chục triệu. Còn dòng 601 thì giá nó mềm mại hơn. Hiện tại cặp loa này em đang bán mức giá chỉ có 6.500.000 đồng. Loa Pioneer S601. Đấy, trở kháng 6 ohm, công suất là 160W. Mức giá thì chỉ có 6.500.000. Dòng loa này ghép tốt các loại âm ly Pioneer như 7800, 7900. Hoặc các bác có thể ghép với dòng sơn xui 6-7X, Descartes, LXA. Nhưng trong video ngày hôm nay thì em lại ghép cho các bác là một chiếc âm ly đàn ông 390RE.
ở phân khúc là cái cặp mà nhưng ở phân khúc của chiếc âm lê là dòng hết số của dòng 390. Em báo giá lại cho các bác là cặp loa Pioneer S601 thì đang có mức giá là 6.500.000 đồng. Loa nguyên zin tuyệt đối, căng cước đầy đủ và còn rất là đẹp. Cặp loa này là vừa nghe nhạc vừa hát gia đình cũng khá là tốt. Bát của nó là 27, toàn bộ củ kiềng xương đúc. Mức giá là 6.500.000, dễ phối ghép. Và em đang ghép là một chiếc âm ly đời lông 390 RE. Đời này là đời hết số của dòng 390. Phiên bản này là phiên bản có công suất là 200W. Mặt phai nhôm màu đen, mặt tiền là không có vết xước nào cả. Chiếc âm ly rất là đẹp. Nghe đánh cái dòng 200W thì sẽ rất là khỏe. Nghe rất là phê tai. Âm ly thì vẫn qua đầy đủ các tính năng như có chỉnh bát tép, có nâu lớt. Và đặc biệt là cái phần thay đổi nên là có cầu loa AB sẽ chuyển sang bên này. Và đây là hệ thống chuyển mạch đầu vào. Máy móc bên trong nó đẹp, mới tinh vì đời này nó đầy cao rồi. Đây là cái thông số của cái cặp loa của chiếc âm ly, được sản xuất từ năm 2013. Đấy, công suất điện 100V, công suất là 200W. Đây là cầu loa. Dòng đờ lông thì những dòng 390 nó có cái đặc điểm rất là nổi bật, đó là có cái đường Prius này. Prius này thì khi các bác làm rè cho thiết bị khác cũng rất là tuyệt vời. Đấy, ngoài ra thì nó có cầu Prosection. Đây là các cái cổng vào CD Tuner AUX. Riêng Phono là dành cho đĩa than. Size của nó là size 43, phiên bản là 200W, đời hết số của dòng 390. Hôm nay xin phép giao lưu với các bác chiếc âm ly này nó chỉ có 4 triệu đồng. Đời lông PMA 390 RE, đời hết số của dòng 390. Phiên bản này thì nó chỉ có màu đen và màu trắng thôi, chứ nó không có màu vàng. Đây là, những chiếc âm ly còn rất là đẹp, vì sản xuất từ những năm 2013 thì nó quá mới rồi. Và tiếng rất là tốt, khỏe. Mức giá chỉ có 4 triệu đồng, giá cũng rất là mềm mại để các bác chơi những chiếc âm lý đẹp mà giá lại mềm, dễ phối ghép. Đấy, các bác nào đang cần, đang có những cặp loa bốc xeo hoặc những dòng loa Nhật bát 20-25 đánh cả bát 30 cũng khá là ổn vì công suất của dòng này là 200W. Và các bác nào đang chơi những cặp loa bốt ấy, đấy, dòng này rất là hay. Giá tiền thì chỉ có 4 triệu đồng. Video ngày hôm nay nên cho các bác là 4 sản phẩm. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng, và mọi thông tin các bác cứ alo trực tiếp theo số đỉnh theo số ở trên bài. Đây là những sản phẩm đều quay chi tiết và báo giá công khai cho các bác. Chúc các bác buổi trưa vui vẻ. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại.